Tiên Lầu xin kính chào tất cả các quý bác khách hàng trên mọi miền Tổ quốc. Lời đầu tiên, Trà Tiên Lầu xin gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả các bác nhà mình. Chúng ta có nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và gặp nhiều may mắn. Thì Tết này các bác nhà mình chúng ta đã lựa chọn được những món quà tặng gì để tặng cho ông bà, bố mẹ, những người thân yêu của chúng ta chưa? Đấy thì ông bà, bố mẹ, những người thân của chúng ta là những người lớn tuổi rồi thì chúng ta nên quan tâm đến sức khỏe của họ là số 1, đúng không ạ? Thì em nghĩ rằng là Tết các bác nên là lựa chọn một số thực phẩm về vấn đề ăn uống để bồi bổ cho sức khỏe của ông bà, bố mẹ chúng ta. Rất nhiều món thức uống rất là tốt cho sức khỏe mà các bác có thể lựa chọn. Và hôm nay thì hãy để Trà Tiên Lầu chia sẻ một thức uống rất là tốt cho sức khỏe và đặc biệt hàng ngày ông bà, bố mẹ của chúng ta không thể thiếu được. Đó chính là trà xanh Thái Nguyên. Và cái dòng trà hôm nay Trà Tiên Lầu chia sẻ cho quý bác khách hàng chúng ta là dòng sản phẩm trà lõn tôm chuẩn Tân Cương Thái Nguyên. Và hái một tôm và một lá duy nhất tại thân cây trà thôi. Thế nên là cái búp trà nó nhỏ xíu, xoăn chặt. Và cái hương vị trà lõn tôm này thì nó thiên về cái phần hương cốm ngậy béo, thiên về cái độ hậu ngọt và chát rất là ít. Bởi vì càng hái ít lá thì cái vị chát của nó lại càng ít nha các bác nhà mình nhá. Đấy, mất công cả năm chúng ta mới về thăm ông bà bố mẹ của chúng ta có một lần thôi. Và ông bà bố mẹ của chúng ta là những người mà đã sinh thành, đã nuôi dưỡng chúng ta có được như ngày hôm nay, thì em nghĩ rằng các bác nên lựa chọn cái loại trà mà nó ngon, nó có giá trị một chút. Như cái dòng nón này thì có giá là 800.000 đồng một cân thôi. Đấy thì hàng ngày ông bà bố mẹ của chúng ta đã sử dụng những cái sản phẩm trà mà rẻ chỉ có 300-400.000 thôi. Đấy thì ít khi được thưởng thức những cái dòng trà ngon lắm, bởi vì ông bà bố mẹ của chúng ta thực sự là những người lớn tuổi thì họ thường là tiết kiệm này. Đấy, bởi vì họ thì thỉnh thoảng được con cháu cho tiền, hoặc là những ai có một chút đồng lương nho nhỏ thì họ cũng trang trải cuộc sống hàng ngày và họ chỉ dám mua những cái loại trà nó bình dân thôi. Đấy, nay các bác nhân dịp cả năm mới có một lần chúng ta về thăm ông bà bố mẹ đúng không ạ? Thì em nghĩ rằng các bác nên lựa chọn cái loại trà nó cao cấp hơn một chút. Đấy, để ông bà bố mẹ chúng ta có thể thưởng thức được cái hương vị trà nó khác, nó ngon hơn hẳn. Và đặc biệt trà của bên em các bác nhà mình chúng ta yên tâm là sản phẩm trà sạch hữu cơ, 100% không có phân hóa học, không có thuốc trừ sâu, không có những cái chất tạo màu, tạo mùi, tạo hương, tạo vị, không có chất bảo quản. Nên là ông bà, bố mẹ chúng ta hoặc là người thân của chúng ta thì yên tâm sử dụng. Đấy thì để em chia sẻ một vài cái mẫu hộp quà tặng nhá. Đấy thì ông bà, bố mẹ của chúng ta là những người lớn tuổi rồi, họ thích tích trữ lắm các bác ơi. Đấy, ngày Tết này hay là ngày lễ gì con cháu cho tiền hoặc là tặng vàng chẳng hạn, thì ông bà bố mẹ chúng ta mà có những cái hộp gỗ như thế này để đựng tiền đựng vàng thực sự là rất là vui. Đấy thì trên tay em đang cầm là một cái hộp quà tặng, bên trong là có lửa cân trà tôm nõn, thì trên chất liệu là gỗ hương và những cái dòng chữ này thì đã được CNC và mạ vàng cao cấp để tạo lên cái độ sắc nét nổi bật cho cái hộp trà. Có quai cầm và có mã khóa nhá. Đấy, khóa thì là khóa mã số đấy, để về ông bà bố mẹ chúng ta thì có thể cài cái mã khóa theo cái con số mà mình đặt ra. Đấy, bên trong là những cái ấm trà nhỏ để tiện lợi cho là mỗi lần pha thì chỉ cần bỏ một gói này ra pha là vừa đủ rồi. Đấy, hoặc là có ai đến chơi nhà là ông bà bố mẹ chúng ta là sẽ cho tặng họ vài ấm để họ thử thưởng thức cái trà Tân Cương ngon. Chất liệu gỗ hương là hàng cao cấp các bác nhà mình nhá. Đó là cái hộp đựng được lửa kg. Đấy, và cái hộp tiếp theo là cái hộp kích thước lớn hơn. Đấy, chúng ta có thể tặng ông bà bố mẹ chúng ta cái hộp đựng được 1 kg trà. Đấy, cái hộp này thì lớn hơn nhá, lớn hơn rất là nhiều. Đấy, cái hộp này thì cái hộp không ấy thì có giá là 600.000 đồng. Đấy, các bác tặng lửa cân trà lõn nữa thì là 400.000 nữa, là 1 triệu đồng chúng ta sẽ nhận được một cái hộp này rồi nhá. Đấy, thực sự là ông bà bố mẹ của chúng ta mà nhận được những cái hộp gỗ này thì thực sự rất là thích luôn. Đấy, cái hộp gỗ này uống hết trà rồi còn dùng mãi được cơ. Đấy, không lo là uống hết rồi là bỏ hộp đi, đúng không ạ? Đấy, và tiếp theo là chúng ta có thể tặng một set quà như thế này cũng được. Đấy, trên tay em đang cầm là một cái túi trà. Bên trong ấy thì là gồm có lửa kg trà tôm nõn. Bên em sẽ đóng túi 100g. Đấy, nửa kg trà tôm nõn này. Đấy là những cái túi trà 100g nhá. Và một cái chiếc hũ trà. Đấy ạ, một cái chiếc hũ đựng trà bằng gỗ hương được CNC bởi bức tranh mã đáo thành công, rất là sắc nét và nổi bật,
không có một chút lỗi vết gì ở bề mặt cái hộp đựng trà. Và cái mẫu này thì em có một là bức tranh mã đáo, thứ hai là bức tranh tứ quý tùng cúc trúc mai ấy, thể hiện cho bốn mùa xuân hạ thu đông, rất là sắc nét. Đấy, và nắp này thì sẽ có một lớp nắp xoáy nút này, là một lớp nắp xoáy này và một lớp nắp nút ở bên trong. Bên trong là để nguyên mộc. Đấy, cái bát nhà mình chúng ta về là chúng ta đựng trà thì chúng ta yên tâm là không có hóa chất ảnh hưởng đến sức khỏe ạ. Đấy, một set này chỉ có bao nhiêu tiền ạ? Lửa cân trà tôm nõn loại 800 thì là 400.000 tiền trà. Và cái hộp đựng trà này nữa là 500.000 đồng. Một cái set này là 900.000 đồng nhá. Các bác nhà mình ạ, một set 900.000 đồng. Đấy, về ông bà bố mẹ chúng ta là vừa thưởng thức trà ngon lại vừa có cái hũ đựng trà đẹp để thưởng thức, để đựng trà. Và tiếp theo nữa là chúng ta có thể sử dụng một cái set hộp quà tặng như thế này. Đấy, trên tay em đang cầm là một cái hộp là nửa cân nhá, nửa cân trà, hộp màu đỏ. Đấy, và bên trong thì các bác đựng được nửa cân. Cái hộp này thì chỉ có giá là 500.000 đồng thôi ạ. 500.000 đồng một set là nửa cân trà tôm nón nhá. Và tiếp theo là một cái hộp màu xanh. Đấy, cái hộp này thì đựng được 1kg trà các bác ơi. Đấy, 900.000 đồng cả một set như này là 900.000 đồng nhá. Đấy, các bác thấy lớn chưa ạ? Quá lớn và nó sang trọng luôn. Bên trên thì được vẽ những cái cành mai, cành đào rất là đẹp. Đấy, và bên trong thì được đóng ấm như vậy ạ. Đấy, một cân trà nha các bác nhà mình nha. Quá là sang trọng luôn đúng không? Đấy, và sau đây thì em sẽ pha cho các bác nhà mình chúng ta về một cái ly trà tôm nõn để chúng ta cùng chiêm ngưỡng về màu sắc này, rồi em sẽ cảm nhận hương vị của nó nhá. Các bác nhớ nhá là khi mà chúng ta mua trà của em về tặng cho ông bà bố mẹ của chúng ta ấy, hoặc là chúng ta mua để sử dụng uống hàng ngày, thì các bác nên dặn là ông bà bố mẹ chúng ta là đun nước ấy, thì đun nước lọc rồi đun 100 độ C và để cái nhiệt độ nó hạ xuống còn 85 độ thì mới rót vào để chúng ta pha trà. Bởi vì là cái sản phẩm trà lõn này ấy, cánh của nó rất là nhỏ, nó nhỏ xíu luôn, mà chúng ta pha với nước 100 độ thì nó sẽ làm trà nó sẽ bị cháy và bị lồng trà, nên là cái hương vị trà nó sẽ không ngon được nữa. Đấy, và khi pha thì không cần phải tráng trà đâu nha các bác nhà mình nhá. Trà đảm bảo nguyên chất, nguyên mộc, không có một chất hóa học gì ảnh hưởng đến sức khỏe, nên là các bác nhà mình chúng ta yên tâm. Đấy, ông bà chúng ta thì thực sự là ai cũng muốn sống khỏe, sống lâu cùng với con cháu đúng không ạ? Bởi vì tuổi già rồi là ai cũng quan tâm đến sức khỏe của mình nhiều hơn. Đấy, vì vậy mà các bác nhà mình chúng ta lựa chọn được những cái sản phẩm sạch ấy thì sẽ yên tâm hơn. Vừa rồi là những chia sẻ của Trà Tiên Lầu về các mẫu hộp quà tặng trà cao cấp để các bác nhà mình chúng ta có thể lựa chọn để tặng ông bà, bố mẹ, những người thân yêu của chúng ta nhân dịp cuối năm Tết Nguyên Đán. Và các bác nhà mình chúng ta lựa chọn những mẫu quà tặng nào có thể liên hệ đến Trà Tiên Lầu qua số điện thoại 0968600070 và 0982111070 để Trà Tiên Lầu có thể được tư vấn và gửi hàng cho các bác được nhanh nhất. Đấy, và ngoài sản phẩm trà tôm nõn 800.000 đồng ra, bên em còn có những dòng sản phẩm trà búp 300, dòng móc cô 400, dòng móc cô thượng hạng 600 và các dòng trà lõn đinh, rồi là những dòng trà đinh từ 2 triệu đến 5 triệu đồng một cân, để các bác có thể lựa chọn phù hợp với túi tiền, phù hợp với khẩu vị của mình. Đấy, và cảm ơn các bác nhà mình chúng ta đã theo dõi video ngày hôm nay. Chúc các bác nhà mình chúng ta nhiều sức khỏe, gặp nhiều may mắn như các bác nhà mình nha. Và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo của Trà Tiên Lầu.